đã tới bờ bên Thà, bên Dàm Cống nha các bạn. Dạ thấy rồi. 9 giờ, 9 tháng 7, 9 giờ. Rồi cảm ơn anh nha. Còn quay được cái nhà máy chứ biết đăng phố trong ai luôn kìa. Rồi, chạy lên. Rồi đi ha. Tiếp tục hành trình. Rồi bye bye anh. Anh làm nghề gì vậy đây? Rồi ơi, hai anh em bị nhiễu thông tin hả? Bây giờ mình đi ban đường khác đi qua. Sao có mà đi ngược lại vậy các bạn? Đây là vừa lên trên này. Bây giờ mình ghé mình hỏi đường lên cầu nha các bạn. Cái đường lên cầu Dàm Cống là ở đâu? Đang thẳng. Rồi em cảm ơn. Qua cầu bên phải. Qua cầu đi thẳng gặp cầu bên phải nha các bạn. Luôn. Cho mọi người biết được cái từ Thà đi qua phải là cầu như thế nào các bạn. Chỉ cần hơi dài nhưng mà càng đẹp nhiều. Cầu Cao Lãnh là mọi người đông đúc lắm luôn. Rồi, qua cầu là bên phải nha các bạn nhé. Rồi, đầu tiên cầu Cao Lãnh thì đi tới đâu cũng thấy người dân đi sang cầu hết á. Rồi, cầu Cao Lãnh.
Dạ, cảm ơn cô. Bắt thôi. Bắt tới, lại cái bạn chút xíu nữa. Tính ra cũng dễ đi lắm. Cái lãnh là như đường gì quá, hay lắm đường. Ít người xem. Đó, có người chạy lên cầu rồi. À, kìm thấy được rồi. Đậu, 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 đậu. Trời, mình cho các bạn xem cái bảng, nó có bảng chỉ dẫn à. Đó, đi thẳng thì về Bình Minh. Đi còn vẹo 600m bên đây là cầu Dòng Cống. Thì các bạn từ phà đi để dễ lắm. Các bạn cứ xem theo video mình. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn đã đến với clip chia sẻ về những chiếc phà cuối cùng và đường lên phà lên cầu Dòng Cống nha các bạn. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn. Tạm biệt mọi người. Xin kính chào cô chú, anh chị, các bạn đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Gian. Mình xin chia sẻ về cái cầu Dòng Cống đường ngày được thông xe. Bên đây bây giờ là cái đường quẹo trái là lên cầu Dòng Cống. Bây giờ mời các bạn, cô chú, anh chị cùng theo chân mình lên trên cây cầu để các bạn vào tham quan cây cầu Dòng Cống ngày thông xe. Mời các bạn. Rồi, mình bắt đầu đi luôn nha. Bắt đầu đi luôn. Đây là cái trường tiểu học gì các bạn? Trường tiểu học Định An. Trường tiểu học cơ sở, trường học cơ sở Định An nha các bạn. Đó. Sẽ có cái đường bên trái. Đi thẳng là sẽ lên cầu Dòng Cống các bạn nhé. Các bạn lên cầu đây là hướng Cao Lãnh và hướng từ phà Dòng Cống lên này các bạn.